Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn nha. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện kiểm tra và đóng lại khối pin. Milwaukee các bạn nha. Milwaukee này. 9AH. Pin này 18V. Thì mình đã mở sẵn cái nắp rồi các bạn. Thì cái hiện tượng của pin này là khi chúng ta ấm nước nguồn các bạn sạc không vào và ấm nước nguồn thì nó nháy đèn thế này, mức thấp. Thì mình sẽ tách cái nắp khối pin này ra cho các bạn xem nha. Đây là cái mặt ring của cái pin này các bạn nha. Đó, để tháo cái pin này thì ta lại là như thế này thôi. Đó. Rồi lại là rút ra như thế này, ở bình của nó, ring của nó đây các bạn, đóng rất là đẹp. Này thì đây là ba viên này các bạn, ba viên này nó sẽ nối song song này, xong rồi nối tiếp với ba viên tiếp theo này và nối tiếp ba viên tiếp theo và là đầu ra đây âm này, đầu ra đây dương này, được chưa? Bây giờ chúng ta có này 1 2 3 4 5 à, 5S cho bạn nha. 5 nhân 4 20, thì thông thường viên pin của chúng ta sẽ là 3,7 đến 4V các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành nhả cái mối hàn của cái bo này. Ta nhả ra. Bên này còn 2 mối. Hơi cứng rồi nha, giờ nó dán keo, giờ dán keo này nó hơi cứng. À, còn một mối bên này các bạn này, mối bên này cho nên nó cứng này. Đây là cái con cảm biến nhiệt độ này. Cảm biến nhiệt độ nhét xuống như này. Cảm biến nhiệt độ.
Đây, đây là cái bo của ring của nó. Đây là cái bo mà mình sẽ thay vào các bạn nhé. Mục đích thay vào của mình là để test xem là có phải là lỗi do chiều này mới đúng. Rất vừa luôn các bạn. Vừa A luôn. Những cái chỗ mà nó đang cắn này là do mình chỉ cần nó tiếp xúc để mình test cái đèn thôi các bạn. Đây các bạn này. Như vậy là cái đèn này là khi mà nắng vào á thì nó là sáng lên các bạn này. Đó, nó báo pin đầy này. Đây là cái hiện tượng này các bạn. Đây này. Bốn đèn nó sáng nó báo pin đầy này. Đó, như vậy là cái khối pin này chúng ta chỉ cần chúng ta thay mặt thôi các bạn nhé. Chúng ta thay mặt nó vào thôi, mình không cần đóng lại đâu. Nguyên nhân nó trong phun súng là do nó bị cay cái chì hàn. Bây giờ hai cái vị trí này mình sẽ đóng thì mình sẽ hàn các cái chân này các bạn này, hàn các cái chân này vào, tại vì cái mạch này nó tương đồng với cái mạch cũ, cho nên mình hàn cái chân này vào rất là dễ, thả vào rất dễ nè. Rồi chỗ này mình đính mỗi hàn ở đây là được, mỗi hàn ở đây nữa. Thì sau khi lắp mạch và đính xong thì mình sẽ test cho các bạn xem là cái lỗi mà thứ nhất là sạc không không báo đầy. Và nó khi bấm lên thì nó luôn luôn hiện ở mức thấp. Thì đây mình test cho các bạn xem. Đây các bạn, như vậy là pin của chúng ta nó báo đầy rồi các bạn này. Nó báo đầy nè, bốn đèn nó sáng rồi các bạn nha. Như vậy là chúng ta đã thay cái mạch cho cái viên pin Milwaukee 18V và 9Ah các bạn nhé. Như vậy quá trình thay của mình đã xong. Thì, video của mình sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.